Xin chào mọi người anh em cạm với cả các ông cháu nhé. Hôm nay mình giới thiệu các ông cháu vào đồ bói phố nhà ông chú đây. Đoàn mẫu mới về này. Đấy. Đây là bộ nhá. Đấy, bộ The Queen D&D ra đây. Ông chú giới thiệu cho ông cháu là bộ này mặc hơi bị đẹp, hơi bị sang luôn đấy. Bộ này. Đây cũng là bộ này. Đấy. Hơi bị nhiều mẫu đẹp luôn. Ông cháu là mà khoái thì sao ông chú nhá. Toàn bộ trẻ trung đấy, mặc vào là đi chơi hàng mã hàng mổng với các chị em ở trên hàng mã là hút hồn các chị em luôn. Đây giới thiệu các ông cháu bộ đây, polo nhà ông chú đây. Đây giới thiệu qua một vài mẫu cho các ông cháu biết là đây là đồ bói phố mà các ông cháu thích. Đây tiếp tục đây nữa nhá, đây là áo phông này, phông này cho các ông cháu xem qua vài mẫu thôi. Đấy, các ông cháu nào mà khoái thì cứ ra Hạ Đình nhà ông chú thôi nhá. Còn đây là mẫu quần bò The Queen nhà ông chú nhá. Đây, chỉ cho các ông cháu xem qua vài mẫu là các ông cháu biết là đây là đúng là đồ bói phố không nhá. Nếu mà các ông cháu nào mà chưa biết đồ bói phố ở đâu đẹp thì sang nhà ông chú nhá. Hoặc là cho ra xem phát họa qua một tí thôi. Phong nhà ông chú ấy này, gấu hủng ấy này. Đấy, đây là mũ này, cặp này, dép này, này dép hơi mệt này này, các ông cháu đi là toàn hàng basic luôn, rất là đẹp, thời trang luôn dép đây, đấy quay từng chi tiết các ông cháu luôn đấy, các ông cháu nó chuẩn bị đến vụ thu đông rồi. Đây giày đây, giày nhà ông chú là toàn những các cái mẫu hot nhất Hà Nội hiện nay là ông chú có rồi, các ông cháu nào mà đang phân vân chưa biết mẫu giày nào hot ở đâu thì đây nhá, nhà ông chú nhá. Đấy, cứ ra ông chú dép nữa đây. Đấy, ông cháu làm mà dép rách rồi thì ra gặp ông chú nhá. Là có đôi dép đẹp luôn. Đây quay cả dưới dép dưới này luôn được vào đây. Đấy. Thắt lưng này. Túi đeo chéo cho các ông cháu này. Đấy. Ba lô này. Quần đùi này, đây cũng quần bò tiếp này. Toàn mẫu hot. Gọi là chỉ cho xem qua thôi các ông cháu nhá này. Mẫu hot này. Con bò nhá. Này. Con bò mẫu hot này. Cho các ông cháu xem qua vài mẫu là các ông cháu biết là toàn mẫu trẻ. Các ông cháu chưa? Đấy. Không bô vô bổng nhà ông chú có hết. Này quần locker nhà ông chú đây. Còn mẫu trẻ trung luôn. Các ông cháu nào mà sắp thu đông rồi này. Mấy con quần này mặc mà đến đi học mà đi chơi nè. Rất là tự tin cho các ông cháu luôn. Đấy thì cho xem qua thôi chứ còn để mà dơ hết thì mất rất là nhiều thời gian các ông cháu nhá. Đấy, áo sơ mi bên kia. Sơ mi bên kia rất là nhiều. Có phải dơ sơ mi không ạ nhỉ? Và nãy giờ là con nghe. Đó là sơ mi nha, hơi dép này này. Cái tiếng giống như phải bỏ lên này. Không phải đi để học dép để học. Đấy. Sơ mi của cho các ông cháu đi học với. Quay lên đây. Đây, sơ mi cho các ông cháu đi học đây này. Đấy. Sơ mi cho các ông cháu đi học đấy nhá. Ông cháu nào mà đang cần quần áo để mặc khai giảng đây thì cái loại này là mặc là đi đến trường khai giảng là cô giáo là phải khoái luôn đấy, yeah. Thấy học tư sinh mình mát mặt với cả các học sinh ngày khai giảng đến trường luôn. Đấy. Các mẫu sơ mi luôn nè, ông cháu là mà cần phát là giá chúng luôn nhá. Đấy. Đấy. Nói chung mà để mà dơ hết cửa hàng ông chú thì đến tối nhiều quá thì gọi là dơ bác quả qua quà để ông cháu xem luôn. Đấy. Sơ mi này. Này nữa này. Quá nhiều luôn này. Mà quay được hết cho các ông cháu xem không? Đây. Đấy. Bông tay này. Dài tay này. Nói chung là quá nhiều sơ mi. Chú chỉ giới thiệu cho các ông cháu được thế thôi. Thôi ông cháu làm sắp tới này là mà vào thu đông rồi thì ra ông chú nhá. Chuẩn bị thu đông là rất nhiều mẫu mới nữa đấy. Mới chỉ phác họa cho các ông cháu gọi là một số mẫu thôi. Thôi bye bye, chào mọi người, chào các ông cháu nhé. Chúc mọi người với cả các ông cháu gọi là ngày mới vui vẻ, thành công rực rỡ nhé.